Nếu bạn là một người yêu thích ánh sáng thì chắc chắn bạn sẽ muốn thể hiện cái công trình của mình vào những thời điểm khác nhau: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Rồi, trong bài này mình cùng review cách mà bạn thể hiện một ánh sáng buổi tối. Thì đơn giản, các bạn sẽ bắt đầu từ ánh sáng môi trường. Thì có rất nhiều ánh sáng, cái kiểu ánh sáng môi trường khác nhau. Bạn có thể dùng sky hoặc là dùng HDR. Sau đó các bạn sẽ lên đèn, tắt render và chúng ta hậu kỳ. Rồi, mình cùng vào bài chi tiết cụ thể nó như thế nào nhé. Rồi, ở đây mình có một cái scene thì test ánh sáng môi trường á, thì hiện tại thường là bạn sẽ nghĩ đến HDR, nhưng mà bạn cũng có thể dùng Vera Sky, mặc định của Vera. Về HDR thì nó có nhiều cái sắc độ hơn để bạn có thể lựa chọn. Thì test ánh sáng môi trường lúc này á, thì bạn tắt đèn đi, disable setting, chỉ loại trừ những vật liệu có tính chiếu sáng như là kính thủy tinh, hoặc là nếu bạn làm băng diễn có hồ bơi thì bạn loại cái vật liệu mặt nước ra. Đó, thì tự chung là mình loại trừ những vật liệu xuyên sáng ra. Và sau khi bạn lựa chọn nhiều cái ánh sáng môi trường khác nhau và mình thích một cái nào đó, rồi sau đó mình mới lên đèn. Rồi sau khi lên đèn thì mình tắt tổng thể. Đó, thì mình chỉnh sửa tới lui gì đó nhấn nhá, mình thấy ok thì lúc này mình mới render final. Rồi, ngay cái khâu mà test ánh sáng môi trường là rất quan trọng. Bạn vào một code mode thì ở đây sẽ có rất là nhiều cái ánh sáng HDR khác nhau để bạn lựa chọn. Đây có rất là nhiều HDR xịn như này, bạn không cần phải tìm đâu xa Rồi, cả. Mình chọn một vài mẫu mà mình yêu thích ở đây. Thì mình click vào thì sẽ thấy những cái hình preview coi người ta test cái HDR này nó như thế nào. Đó, bạn thử test cái công trình của mình qua nhiều cái HDR khác nhau. Và ở đây người ta thử nghiệm là sao? Bạn xoay HDR theo nhiều hướng khác nhau. Rồi, đó. tương tự thì bạn thử nghiệm thêm với rất là nhiều những HDR khác có sẵn ở đây. Ban ngày, buổi chiều, buổi tối, studio. Rồi, giả sử mình chọn HDR yêu thích này của mình. Thì trước khi test HDR thì bạn phải disable setting đi bằng cách vào V-Ray. Hoặc bạn dùng Kona thì cũng tương tự thôi. Không, mình bật Material Override. Mình ghi đè lên nó một cái vật liệu và tất nhiên là mình phải loại trừ những cái vật liệu có tính xuyên sáng như là refraction và opacity. Ok, rồi mình crack cái HDR của mình vào. Lúc này cường độ mặc định của nó là bằng 1, mình chưa biết nó như thế nào bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái thông số V-Ray camera mà các bạn set nữa. Rồi mình sẽ test thông số bằng 1 trước. Rồi lúc này mình thấy là gì, mình chưa chưa có disable đèn đi thì mình sẽ tắt đèn đi, tắt hết đèn đi, chỉ trừ là đúng cái đèn HDR thôi. Rồi lúc này bạn thấy bạn diễn buổi chiều tối nhưng mà ánh sáng này nó có vẻ hơi hơi sáng quá đúng không, thì mình sẽ cường độ bằng 1 thì mình giảm nó xuống một chút, ví dụ như 0.1. Rồi nếu bạn nào muốn cho nó sáng hơn một tí thì mình chỉnh sửa tới lui gì đó. Với cái HDR này á, thì bạn không chỉ là có một hướng sáng mà có rất là nhiều hướng sáng khác nữa. Bạn bật HDR lên thì trong cái bài review ấy, thì bạn sẽ thấy người ta chỉnh cái HDR này ở nhiều góc độ khác nhau. Đấy. Thì bây giờ mình cũng sẽ xoay cái HDR của mình để mình chọn cái hướng sáng. Ví dụ đây là một cái hướng sáng và bạn muốn tôi muốn xoay một vòng thử coi nó như thế nào. Đó, thì bạn xoay cái HDR này đi. Đấy, xoay nó chiếu sáng các hướng sáng khác nhau. Để xoay cái HDR thì bạn kích hoạt Lock Texture to Icon. Tức là khi bạn xoay cái icon này thì nó sẽ tự động xoay cái texture đi. Đây, mình sẽ xoay cái texture này sang một góc. Thì khi đó bạn thấy ánh sáng nó thay đổi. Đấy. Và cứ thế là bạn cứ xoay cho đến khi nào bạn tìm thấy cái góc sáng phù hợp. Cái tính năng của V-Ray Dome này, nó có một tính năng rất là hay, đó là Object Dome. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian render với những cái HDR từ 50 cho đến 70% tùy vào cái HDR. Nhưng mà tự chung thì kiểu gì bạn cũng tiết kiệm được rất là nhiều cái thời gian render. Thì các bạn chú ý kích hoạt cái thông số này. Thì mặc định khi các bạn rách HDR vào thì nó mặc định nó sẽ kích hoạt luôn. Đến đây thì lúc này bạn sẽ bật đèn lên, hoặc nếu bạn chưa có đèn thì bạn sẽ đi làm đèn. Tại vì lúc này nếu bạn test
thêm cái vật liệu thì nó cũng chưa có gì cả, vì ánh sáng rất là yếu, mình cũng không có thấy được vật liệu. Thì các bạn sau khi đặt đèn xong thì mình bật đèn lên, mình test. Trong cái bài này mình chỉ diễn đúng một cái góc cam này thôi, vì vậy mình chỉ cần quan tâm đặt đèn làm sao cho người ta nhìn vào bên trong, người ta thấy nội thất thôi. Còn nếu như các bạn phải render nhiều góc cam khác nhau cả trong lẫn ngoài thì cái đó bạn phải đầu tư hơn vào trong việc đặt đèn để cho mỗi cái camera nó đều ổn. Thì trong bài này mình chỉ đặt đúng một góc cam thôi, nên mình sẽ cái cách đặt đèn của mình nó sẽ đơn giản hơn. Rồi lúc này bạn có thể thắc mắc là không biết là mình dùng cái đèn gì. Thì đơn giản là ở đây mình chỉ diễn đúng một góc cam thôi, thì mình chỉ quan tâm là làm sao người ta nhìn vào người ta thấy bên trong. Và cái ánh sáng này nó phải hắt ra ngoài, vì ở ngoài này nó có cây cỏ này, thì mình muốn nó ánh sáng nó ảnh hưởng ra đây một tí. Thì mình, ở đây mình sẽ dùng một cây đèn sphere đó. Thì ánh sáng sphere là ánh sáng dạng point, thì ánh sáng cho nó sẽ tỏa ra 360 độ, thì nó hướng lên, hướng ra ngoài, hướng theo mọi hướng khác nhau. Như vậy sau khi các bạn test tới test lui, các bạn thấy một cái giá trị nào đó ok thì mình render final và ok. Rồi trường hợp mà bạn không muốn dùng HDR thì bạn vẫn có thể dùng Sky. Ví dụ như mình disable, hoặc là mình disable delete cái đèn ở đây. Thì bây giờ nó không còn môi trường nữa thì bạn sẽ thấy. Đấy, thì lúc này mình sẽ thử dùng Sky xem sao. Đây, bằng cách mà nhấn phím số 8 là mình có thể dùng Sky. Đây là Sky Default Sky, tức là Sky mặc định. Rồi, Test Sky. Vì mình muốn tham khảo một một vài cái hình mà mình đã xem trước đó, thì mình muốn diễn theo những cái style, cái phong cách như thế này, thì nó không có may. Thì bạn nào muốn có may thì thêm HDR vào, còn không thì bạn có thể diễn Sky thì nó hoàn toàn không có chút may nào hết. Rồi thì tùy tùy bạn thôi, bạn thích HDR hay là Sky gì đều được cả. Thì trong trong cái bài này thì mình dùng Sky. Rồi sau khi render xong thì các bạn test ok xong thì các bạn tăng setting render và hậu kỳ. Rồi bạn có thể quăng nó qua Photoshop để hậu kỳ nó như thế này, trước và sau. Đánh đề thì rất là dễ rồi, tùy vào khẩu vị của bạn thôi. Nếu bạn muốn tôi muốn cho nó ấm áp hơn một tí thì mình chỉnh cho nó ấm hơn. Hoặc là bạn tôi muốn màu cho nó đậm đà hơn thì bạn chỉnh màu. Nói chung đánh đề rất là dễ rồi. Hoặc là bạn chỉnh cho nó tối các rì ảnh để nó giả lập cái hiệu ứng máy ảnh là full frame, để nó focus vào cái trọng tâm hơn. Đấy. Thì tính năng này, cái vanishing này thì tất cả camera đều có, nhưng mà thường thì mình sẽ dùng nó hậu kỳ hơn, vì mình muốn bạn có thể dễ dàng kiểm soát nó. Đây, bạn muốn ít nhiều thì đây rất là nhanh, nó linh động hơn. Đó, như vậy là bạn dạo một vòng những cái HDR các bạn test, các bạn lưu lại để ý sau này mà mình muốn diễn cái kiểu ánh sáng nó như thế nào thì mình biết chính xác cái HDR nào mình đang cần. Nên mình đã phải test tới lưu nhiều lần, mình bỏ thời gian là mình test một lần. Rồi như vậy mình giới thiệu sơ qua về cách bạn tiếp cận để xử lý một cái khung cảnh ánh sáng ban đêm. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về ray chi tiết hơn thì tham khảo qua khóa học về ray của mình, một nội dung xuyên suốt và có tính hệ thống để các bạn tiếp cận với ray nhanh hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài hướng dẫn tiếp theo.